Đây là Nam Han San Song, là địa điểm chiến lược trong thời kỳ Joseon và những tấm ngói lớn đã được phát hiện ở đây. Tôi rất ngạc nhiên khi những tấm ngói lớn được khai quật. Việc phục hồi các tấm ngói lớn đang được tiến hành bằng phương pháp truyền thống. Để sản xuất loại ngói này, người ta phải tốn thời gian gấp 4 lần so với sản xuất ngói thông thường. Thật ngạc nhiên khi loại ngói này có thể chịu được áp lực của chiếc xe khách 12 chỗ ngồi. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bí ẩn của những tấm ngói khổng lồ. Tôi nghĩ rằng loại ngói này được sử dụng cho các mục đích đặc biệt. Những tấm ngói này chứng tỏ ngày xưa người Hàn Quốc đã có kỹ thuật cao, không thể tin được. Người ta cho rằng khoa học về xây dựng và câu chuyện về sự hợp nhất của triều đại Shinra ẩn trong những tấm ngói khổng lồ này. Trong cuộc chiến tranh Manchu, vua Incheon đã ở tại Nam Han San Song trong 49 ngày. Những bức tượng pháo đài vẫn tồn tại ở đây, từng được xây dựng trong suốt triều đại của vua Incheon. Cung điện lâm thời là một trong những tòa nhà chính của Nam Han San Song. Đây là nơi vua Incheon ở lại khi rời khỏi hoàng cung. Chúng ta có thể so sánh cung điện lâm thời này với hoàng cung Gyeongbokgung. Nơi này không khác gì cung điện Kingcheongjeon, nơi nhà vua và các quan thần thảo luận các vấn đề quan trọng của triều đình. Cung điện lâm thời đã được khôi phục với diện mạo giống như ngày nay, và quá trình phục hồi này phải mất hơn 10 năm. Trong suốt quá trình phục hồi từ năm 2017, các cổ vật bất ngờ đã được phát hiện. Đó là những tấm ngói khổng lồ. Những tấm ngói này được tìm thấy trong cung điện lâm thời. Vậy, bí ẩn của những tấm ngói này được phát hiện trong quá trình phục hồi là gì? Chúng tôi đã khảo sát khu vực này trong quá trình phục hồi pháo đài Nam Han San Song. Các tấm ngói được phát hiện trong quá trình khai quật lần thứ tư. Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Đất đai và nhà ở phụ trách cuộc khai quật tại Nam Han San Song. Hầu hết các cổ vật được phát hiện tại Nam Han San Song được bảo quản tại Bảo tàng Đất đai và nhà ở. Những tấm ngói lớn được phát hiện ở trung tâm bảo tàng. Chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt của loại ngói này với ngói thông thường thuộc triều đại Joseon. Vậy, những tấm ngói được phát hiện Nam Han San Song lớn như thế nào? Tấm ngói này dài 60cm, dày 5cm, rộng 36cm và nặng gần 20kg. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những tấm ngói khổng lồ, không giống những loại ngói thông thường khác cùng thời mà tôi từng thấy, sâu 1.5m dưới lòng đất. Vậy, những tấm ngói khổng lồ này có từ thời đại nào? Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời trong những đồ đất nung cùng với những tấm ngói đã được khai quật. Thiết kế của những tấm ngói rất quan trọng. Có một con dấu được in trên những tấm ngói. Đây là đặc tính quan trọng của đồ đất nung từ thời kỳ Shinra thống nhất. Đồ đất nung Inkwamun có hoa văn được đóng dấu trên bề mặt. Loại hoa văn này thể hiện phong cách chạm khắc phổ biến nhất của đồ đất nung vào thời kỳ Shinra thống nhất. Tại sao ngói thời kỳ Shinra thống nhất được tìm thấy ở Nam Han San Song? Dưới thời kỳ Shinra thống nhất, quyền lực được chia thành 9 châu và 5 sô. Khu vực Hanju hiện nay là các tỉnh Gwanghae, Gyeonggi và Chungcheong. Biên sử về thời kỳ Tam Quốc cho thấy pháo đài núi Chungcheongsong trải dài 4.360 mo tại Hansanju. 4.360 mo tương đương 8 km. Pháo đài duy nhất ở đồi núi này có chiều dài tương đương với pháo đài Nam Han San Song ở Hansanju. Một bo là 1.8, dạy 3.860 mo bằng 8 km.
Phát đài núi duy nhất Nam Ha San Song nằm gần sông Hán, trải dài 8 km với những dấu vết của thời kỳ Tam Quốc. Vào năm 2010, những tấm ngói lớn này với một lò nung, nơi sản xuất ngói được phát hiện ở Gyeongju, kinh đô của Sinh La Thống Nhất. Việc khám phá ra lò nung nơi sản xuất những tấm ngói lớn này rất là quan trọng. Lò nung này được bảo quản sâu 10 mét dưới lòng đất. Ngày nay, khu vực này được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng nhà máy gia tốc rô tông. Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng khu vực này được đưa ra sau khi các nhà khoa học phát hiện lò nung này. Nơi tìm thấy lò nung nằm gần đường đi và gần cơ sở quân sự. Trung tâm của kinh đô Gyeongju được xây dựng theo hướng của lò nung. Đó là con đường ở phía tây bắc của kinh đô Gyeongju. Xét về mặt địa lý, đó là một vị trí rất quan trọng. Gần đó là Busan Song, cơ sở quốc phòng chiến lược ở phía bắc tỉnh Gyeongju. Có một lò nung lớn được xây dựng ở đó. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Văn hóa Dòng Nam đã dẫn đầu cuộc khai quật lò nung này. Việc sử dụng những tấm ngói khổng lồ vẫn chưa được tiết lộ. Những tấm ngói này vẫn là một bí ẩn chưa có giải đáp. Tấm ngói này dài 55 cm. Nó rất lớn so với những tấm ngói bình thường mà chúng tôi đã tìm thấy trước đây. Ngói thông thường chỉ dài 30 cm. Bây giờ chúng ta sẽ xem bề dày của tấm ngói này. Nó rất dày, gần 4 cm. Mặc dù ngắn hơn những tấm ngói ở Nam Ha San Song 5 cm, nhưng đây là những tấm ngói lớn bất thường. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt về kích thước khi so sánh với loại ngói thông thường. Chúng tôi tin rằng đây là loại ngói được sử dụng vào thế kỷ thứ 7, trước thời kỳ Sinh La Thống Nhất, vì những tấm ngói này được phát hiện cùng lúc với đồ đất nung có hoa văn tương tự thời bấy giờ. Đây là hoa văn của loại ngói được sử dụng thời Sinh La Cổ Đại. Chính vì vậy, niên đại của những tấm ngói và lò nung này chắc chắn có từ thế kỷ thứ 7. Chúng tôi tin rằng chúng có cùng thời đại. Các cổ vật được phát hiện cùng thời với lò nung có cùng đặc điểm với thời kỳ Sinh La, giữa thời kỳ Tam Quốc và thời kỳ Sinh La Thống Nhất. Những tấm ngói khổng lồ này nổi bật nhất trong số các cổ vật được khai quật. Vậy, những tấm ngói này được sản xuất từ thời Sinh La dùng để làm gì? Những tấm ngói này không được phát hiện ở trung tâm kinh đô Gyeongju, nhưng được phát hiện ở pháo đài gần thành phố. Cá nhân tôi cho rằng chúng được dùng vào mục đích quân sự. Tôi tin rằng khi nghiên cứu bên trong pháo đài, chúng ta sẽ phát hiện những cơ sở đặc biệt sử dụng loại ngói này. Tôi cũng chắc rằng loại ngói này cũng sẽ được tìm thấy trong pháo đài. Cung điện lâm thời của Nam Ha San Song đã được xây dựng trong thời kỳ Joseon. Những tấm ngói khổng lồ là dấu tích của thời kỳ lịch sử Sinh La Thống Nhất đã được khai quật ở đây. Tại sao và làm thế nào mà người dân Sinh La Thống Nhất sản xuất loại ngói nặng 20 kg từ cách đây 1.300 năm? Chúng ta đến thăm chủ nhà máy sản xuất ngói Kim Ân Đông để tìm hiểu bí ẩn của những tấm ngói lớn. Ông ấy từng đến thăm địa điểm khai quật những tấm ngói khổng lồ. Tôi rất tò mò, những tấm ngói khổng lồ này sao mà có thể sản xuất được từ cách đây rất lâu? Loại ngói này không được tìm thấy ở bất kỳ đâu tại Hàn Quốc. Sản xuất ngói sử dụng các phương pháp hiện đại dễ dàng hơn phương pháp truyền thống. Việc sử dụng phương pháp hiện đại để sản xuất ngói không nhất thiết phải sử dụng đất sét chất lượng cao. Phương pháp hiện đại có thể sử dụng máy móc thay thế con người. Quá trình tinh luyện ngói tạo ra nhiều bụi bẩn nên được thực hiện tự động.
Đất sét được nhào và tạo hình cong để lập mái. Ngày xưa, toàn bộ quá trình được thực hiện thủ công, còn bây giờ được tự động hóa. Sau khi hình dạng phù hợp để lập mái, ngói được phơi khô và nướng trong lò nung. Hiện nay, ngói được nung với số lượng lớn thông qua việc sử dụng các thùng chứa và bằng ga. Đây là lò nung thép sử dụng ga thay thế lò nung truyền thống. Nhiệt độ trong lò luôn đảm bảo ổn định, làm cho chất lượng của các sản phẩm như nhau. Phải mất nhiều ngày để hoàn thành sản xuất ngói và để ngói khô bằng cách sử dụng quy trình hiện đại. Sau đó, phải mất thêm 3 ngày để nung. Có nghĩa là để có những tấm ngói hoàn chỉnh phải mất 1 tuần. Những tấm ngói này có hình lõm, còn những tấm ngói hẹp kia là ngói lồi. Ngói lồi được sử dụng để nối phần giữa của những tấm ngói lõm. Nhóm các chuyên gia sản xuất ngói truyền thống tại cung điện San Ramon và cung điện Gyeongbokgung nhận nhiệm vụ khôi phục lại các tấm ngói khổng lồ. Quá trình đầu tiên bắt đầu với việc tinh luyện đống đất sét. Đất sét được trộn rồi dùng chân dẫm đạp lên. Quá trình này được lặp lại một vài lần để loại bỏ các tạp chất trong đất. Họ dẫm lên đất sét liên tục vì quá trình này phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Họ làm như thế này để đất sét mềm hơn. Khi kết thúc quá trình này, người ta có đống đất sét cao tới 1,4 m. Chúng tôi xếp chồng đất sét lên để tinh luyện và dẫm lên liên tục. Chúng tôi tiếp tục nện hai bên khuôn và phải có một người dẫm lên giữa đống đất sét như thế này. Làm như thế này để loại bỏ không khí trong đất sét và làm cho đất sét mềm hơn. Đất sét cũng có độ đàn hồi. Sau khi lặp lại quá trình này nhiều lần, đất sét đã sẵn sàng để làm các tấm ngói. Bây giờ là thời gian cho bước đầu tiên của việc định hình các tấm ngói. Người ta phải sử dụng vật nặng gắn vào sợi dây để đo độ thẳng của đất sét. Đất sét được cắt sau khi đo. Miếng đất sét này có chiều rộng 43 cm và chiều dài 72 cm. Lúc này họ cần nỗ lực nhiều hơn trong quá trình làm việc, vì đây là lần đầu tiên họ tạo ra những tấm ngói lớn như vậy. Tôi cắt đất sét thành từng khối để làm ngói lồi và ngói lõm. Người ta cắt đất sét thành từng khối với các kích thước dài hơn 10 cm so với những tấm ngói ở pháo đài Nam Hoàng San Song, vì đất sét co lại khi nung trong lửa ở nhiệt độ cao. Một chiếc khuôn qua tông được tạo ra để giữ các tấm ngói thật chặt trước khi đưa vào lò nung. Các qua tông để sản xuất ngói lõm có chu vi là 172 cm. Các qua tông để sản xuất ngói lồi có chiều cao hơn 80 cm. Với kích thước như thế này, việc phục hồi những tấm ngói khổng lồ có vẻ khó khăn. Theo ghi chép, đất sét được cắt thành 4 phần để làm ngói lõm và cắt làm đôi để làm ngói lồi. Họ bọc khuôn qua tông bằng giấy để dễ lấy đất sét ra khỏi qua tông. Phải cần hai người đàn ông khỏe mạnh để di chuyển khối đất sét khổng lồ này. Bọc đất sét xung quanh qua tông không phải là công việc dễ dàng gì. Người ta phải bỏ gấp đôi công sức để sản xuất loại ngói này so với ngói thông thường, vì đất sét dày gấp đôi. Ngói cứng chắc có hình dạng chính xác phải được làm bằng cách trải đều đất sét xung quanh khuôn qua tông. Người ta cần phải làm nhẵn đất sét để chúng không dính hoặc bị giống cục. Sau khi làm ngói lõm xong, người ta tiếp tục làm ngói lồi. Ngói lồi nhẹ hơn so với ngói lõm, nhưng quá trình làm loại ngói này lại khó khăn hơn. Mỗi tấm ngói đều được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Khuôn được quay xung quanh và đất sét được nện như thế này để tạo hình. Có vài lý do để chúng tôi phải nện liên tục như thế này. Làm như vậy để tấm ngói có bề mặt trơn nhẵn và tạo thêm hoa văn của tấm ngói. Lúc này, tấm đất sét có hình dạng như một mái ngói. 120kg đất sét được sử dụng để bọc quanh cái khuôn qua tông. Liệu chúng có giống như những viên gạch khổng lồ hay không? Họ cần kích thước tấm ngói bị co lại sau quá trình nung và sấy. Ngói lõm có chiều dài 68cm và ngói lồi có chiều dài 73cm. Bốn người đàn ông khỏe mạnh muốn di chuyển tấm ngói khổng lồ này cũng khá khó khăn. Họ chưa quen với quy trình sản xuất những tấm ngói lớn này. Sau khi đất sét được định hình, khuôn được lấy ra và đất sét sẵn sàng để khô. Ngói bình thường sẽ mất khoảng 1 tuần đến 10 ngày để phơi khô. Tuy nhiên, những tấm ngói này dài 60cm và dày 5cm có thể sẽ phải mất 30 ngày mới khô. Bây giờ, đất sét được cắt thành kích thước của từng tấm ngói. Khi di chuyển từng tấm ngói, họ cảm thấy chúng rất nặng. Những tấm ngói lớn và nặng này làm cho mức độ tiến triển của công việc chậm lại và khó khăn hơn. Họ đã hoàn thành việc định hình những tấm ngói và phải đợi một tháng để chúng khô. Đã 40 ngày kể từ khi những tấm ngói được phơi khô. Thời gian này lâu hơn so với dự kiến 10 ngày. Vậy, điều kiện nhiệt độ như thế nào thích hợp cho những tấm ngói này sau khi phơi khô? Ngói có thể bị nứt hoặc cong hơn nếu chúng khô. Các nhà sản xuất ngói di chuyển những tấm ngói hết sức cẩn thận. Những tấm ngói được phơi khô rất đẹp. Tấm ngói này rất tốt. Nó có màu sắc ban đầu của đất sét. Ngói sẽ tối hơn nếu nó khô hoàn toàn. Chúng tạo ra tông màu tối hơn so với những tấm ngói chưa khô. Tấm này chính xác là màu của đất sét, có nghĩa là nó hoàn toàn khô ráo. Những tấm ngói khổng lồ được nung trong lò Dunjo. Đây là một lò nung truyền thống. Họ không thể nung loại ngói này ở những lò nung thông thường vì kích thước và độ dày của loại ngói này phải được nung ở nhiệt độ cao. Những tấm ngói không được xếp chồng lên nhau trong khi nung. Chúng thường được xếp một lớp hoặc nhiều nhất là hai lớp. Điều này cho phép chúng được nung ở nhiệt độ cực cao. Chúng ta có thể tăng nhiệt độ cao bất kỳ khi nào chúng ta muốn. Có thể xếp tối đa 5 tấm ngói khi sử dụng lò nung được đúc theo kiểu Nhật Bản như thế này. Tuy nhiên, những tấm ngói rất dễ nứt khi nhiệt độ cao hơn 1000 độ C. Người ta nung gạch bằng củi gỗ thông. Củi thông cháy mạnh và có lửa trong, không giống những loại củi khác. Điều quan trọng là chúng ta cần tạo không gian trống để lửa đốt nóng được từng viên gạch. Khoảng hở để lửa đốt nóng từng viên gạch được tạo ra trong quá trình đặt những tấm ngói trong lò nung. Lửa lớn có thể làm rung lắc những tấm ngói hoặc có thể tạo ra những yếu tố bất ngờ không mong muốn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sử dụng thiết bị an toàn. Những tấm ngói được di chuyển nhẹ nhàng khi chúng co lại ở nhiệt độ cao. Chúng tôi phải đảm bảo ngói không bị rơi ra. Thưa quý vị, chương trình tìm hiểu bí ẩn của những tấm ngói khổng lồ được phát hiện ở pháo đài Nam Hàng Sang-song, Hàn Quốc vẫn còn nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Trân trọng kính mời quý vị đón xem phần cuối trong chương trình kỳ tới.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.